Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm món trứng hấp lá mơ. Trứng lá mơ thơm ngon có cách làm đặc biệt đơn giản, không cầu kỳ. Bổ sung món ăn này vào chế độ dinh dưỡng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng ngừa các bệnh về tiêu hóa, dạ dày. Mời mọi người cùng theo dõi cách làm như thế nào nha. Ở đây mình cần có lá mơ và một củ trứng gà ta. Nên sử dụng trứng gà ta để có công dụng tốt hơn là trứng gà công nghiệp nhé. Lá mơ lông khoảng tầm 50g đến 100g. Với nhiều lợi ích cho sức khỏe, trứng gà và lá mơ được nhiều người kết hợp để ngăn ngừa, chữa bệnh. Vậy, lá mơ trứng gà chữa bệnh gì? Theo nhiều nghiên cứu khoa học, trứng gà lá mơ giúp chữa trị một số chứng bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa như dạ dày, đại tràng, kiết lỵ, sôi bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Bài thuốc này còn giúp trị phong tê thấp cho người già cùng chứng cảm tích suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Lá mơ rửa sạch sau đó ngâm nước muối pha loãng 5 đến 10 phút. Vì lá mơ có lông nên bụi bẩn bám vào lông nên mình cần làm sạch kỹ nhé mọi người. Sau khi ngâm nước muối và rửa sạch thì để cho ráo nước. Món ăn này còn được gọi là bài thuốc quý đặc biệt giúp trào ngược dạ dày và vi khuẩn HB rất tốt, rất hiệu quả nên mọi người hãy cùng làm theo nhé. Sau đó thái lá mơ nhỏ lại, mọi người cũng có thể băm nhỏ nhỏ ra cho dễ ăn. Mình sẽ thái cỡ này. Bài thuốc này mọi người nên sử dụng vào buổi sáng ăn trước khi ăn sáng 15 phút để đạt được tác dụng tốt nhất nhé. Bây giờ mình đập của trứng gà ta vào. Mình sẽ cho vào đây một xíu muối và một xíu đường để có vị khi ăn sẽ dễ ăn hơn. Nên sử dụng bài thuốc này trong vòng 15 ngày mỗi buổi sáng, sẽ thấy rõ được sự thay đổi của cơ thể. Nếu cảm thấy chưa bớt thì nên ngưng ăn 4 đến 5 ngày rồi tiếp tục sử dụng bài thuốc trên 15 ngày tiếp theo. Vì là bài thuốc dân gian nên mọi người cần phải kiên trì và kiên nhẫn nhất để bệnh được thuyên giảm nhé. Mình trộn đều như vậy là được rồi nè. Bây giờ sẽ đem đi hấp, mình sẽ hấp bằng nồi cơm điện. Khi cơm sôi gần bật nút thì sẽ cho vào hấp. Mọi người hấp bằng cách thủy bình thường cũng được. Cái này rất nhanh chín, chỉ cần 5 đến 10 phút thì sẽ chín. Khi chín nó sẽ như thế này. Và giờ thì ăn thôi, mời mọi người ăn nhé. Nhìn chung, tác dụng của lá mơ lông đối với sức khỏe rất đa dạng. Trong đó nổi bật nhất là tác dụng của lá mơ đối với dạ dày. Có thể thấy, bên cạnh là một loại rau mùi cho món ăn thêm thơm ngon, đây còn là vị thuốc quý. Thành phần chính của lá mơ lông giúp chống viêm, oxy hóa và bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương do viêm. Lá mơ lông có tác dụng trong việc giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện hệ tuần hoàn. Ngoài ra, lá mơ lông còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm đại tràng và ung thư. Nó giải độc và ức chế nhiều loại vi khuẩn có hại cho đường ruột và bảo vệ niêm mạc của dạ dày, đại tràng con người. Kết luận, lá mơ lông có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, cải thiện mạch, hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm đại tràng, ung thư. Chúc tất cả mọi người mau khỏi bệnh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu yêu thích mọi người hãy like và đăng ký để ủng hộ An Gia nhiều video khác nữa nha. Hi hi. Và giờ thì bye bye mọi người.